Quý khán giả đang theo dõi tiểu mục Đường dây nóng được phát sóng định kỳ trong chương trình Miền Tây hôm nay buổi sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Mở đầu sẽ là một câu chuyện bức xúc của nhiều người dân sống tại khu vực Hồ Búng Xáng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về hiện trạng của khu vực này đang bị rác thải và cỏ cây một tùm như thế này, gây cản trở sinh hoạt và làm xấu đi cảnh quan môi trường. Những nhánh cây được cắt tỉa, thay vì được thu dọn thì lại được đẩy xuống đường đi quanh Hồ Búng Xáng như thế này. Đoạn đường quanh hồ kéo dài hàng trăm mét, phủ đầy đá khô, có một tùm lẫn rác thải khiến nhiều người dân không khỏi bức xúc. Cỏ này là tăng cường hơn cái việc mà phát dọn, với ba cái rác này là phải dọn đi thì con đường này trở nên sạch đẹp thôi. Rác gì mà phủ phê, lâu lâu thì huy động đoàn thanh niên rồi đông năm là làm, chẳng qua là cũng không có kết quả gì hết, lâu lâu mới làm lần. Mình phải giữ hàng ngày. Mình có cái ao này rất là đẹp. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chưa chắc nơi nào có được cái hồ như của Cần Thơ mình. Bây giờ mình phải đầu tư cái hồ này như thế nào cho nó đẹp. Hồ Búng Xáng rộng 12,6 hectare là hồ điều tiết nước lớn nhất của thành phố Cần Thơ, do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 220 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn còn một số hạng mục chưa thực hiện xong nên nhiều năm qua, khu vực quanh hồ thường xuyên gây bức xúc cho người dân về tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường. Cũng là một câu chuyện về ô nhiễm môi trường nhưng ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang. Nhiều hộ dân ở xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy phản ánh về tình trạng bãi rác lộ thiên ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sinh hoạt chung. Bãi rác lộ thiên này nằm mặt tiền đường huyện lộ 35 và diện tích ngày càng lớn, không được che chắn nên nước thải và mùi hôi từ bãi rác đã ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân sống tại đây trong một thời gian dài. Có thời điểm lượng rác thải tràn ra mặt đường gây mất vẻ mỹ quan và cản trở giao thông. Theo bà con cho biết, đây là khu vực tập kết rác thải sinh hoạt tập trung của xã Mỹ Long. Mỗi tuần, doanh nghiệp đưa phương tiện đến thu gom 2 lần, khiến lượng rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường. Trong cuộc sống, nếu nhiều quý khán giả có những bất cập bức xúc chính đáng, hãy gọi về số điện thoại của đường dây nóng VTV Cần Thơ là 0901 282 282 hoặc gửi đơn thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của quý khán giả và phản hồi nhanh nhất có thể.